Xin kính chào quý thầy cô. Dưới đây là bản giáo án môn toán lớp 11, bộ sách Chân trời sáng tạo. Bản giáo án này do các thầy cô của kênh giáo viên biên soạn. Như trên màn hình chúng ta có thể thấy giáo án của chương số 3, giới hạn hàm số liên tục, bài 1, giới hạn của dãy số. Nội dung giáo án sẽ có những phần như sau. Trên đây là nội dung giáo án của chương số 3, bài 1. Những bài còn lại trong chương trình môn toán lớp 11, bộ sách Chân trời sáng tạo đều được soạn chi tiết và đầy đủ theo mẫu như trên. Giáo án khi tải về là giáo án bản quốc, do đó thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa. Để soạn được giáo án này, nhóm giáo viên mất khá nhiều thời gian và công sức, do vậy giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án các môn của 3 bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo và Cánh diều, cũng như có đủ tài liệu giảng dạy các môn từ cấp 1 đến cấp 3. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo số Zalo trên màn hình hoặc truy cập vào website kênh giáo viên.com.